Hello, xin chào mọi người, mình là Bằng. Chào mừng mọi người đã đến với video của mình. Ở video này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chút về cảnh làng quê của mình. Làng mình thì được cái là cảnh đẹp nhưng mà lại mất lợi thế là cao quá nên là lạnh. Đây là căn nhà chỉnh tường đặc trưng của vùng cao bọn mình. Trên mình thì được cái là nhà nước đầu tư điện đóm, đường thì ok rồi, đường làng điện đóm thì đi lại ok hết rồi. Ý định này của mình là sẽ đi quay một chút video về cảnh bắt vợ của mấy chàng dân tộc Mông cho các bạn xem, nhưng mà do thời tiết khá lạnh, với lại là mưa nữa. Còn mai thì lại hết Tết rồi, mai mọi người đi làm, người đi học hết rồi, mai chẳng có gì vui nữa. Phía xa kia thì cũng có nhà. Được cái là làng mình thì nhà với lại cách nhau khá là xa. Đấy, khu như khu mình ở đây thì có 2-3 nhà thôi. Đây, mình ra đây cho các bạn xem rõ hơn. Đấy, phía xa kia thì cũng đấy, nhà cách nhau khá là xa. Hầu như là 1-2 nhà gần nhau, xong là lại cách xa lại mới có 1-2 nhà. Đó, đây, ví dụ như đây thì, đây có 1-2 nhà thôi, còn lại ra tí xa tí đằng kia mới lại có nhà tiếp. Cảnh thì khỏi nói rồi, tuyệt vời luôn. Do là vị trí mình ở đây thì không được view không được đẹp cho lắm, nên là mình quay thì nó hạn chế nhiều cái, nó không quay được nhiều góc đẹp cho các bạn xem. Mình đi ra ngoài phải đi ủng các bạn, ra ngoài phải đi ủng. Đây, trên mình thì trồng bắp cải hầu như là cho lợn các bạn, do buôn bán này kia thì nó lại hạn chế này kia. Nó như ở dưới các vùng ở dưới. Đây là bắp cải nhà mình. Bắp cải này thì chiều sẽ chặt đi cho lợn. Góc này quay hạn chế lắm các bạn. Đây, mình sẽ ra góc này để quay cho các bạn xem. Đó, xa kia là đây trường học với lại là bệnh viện, mình biết là ấy, trạm y tá này kia chính hết rồi. Đó, mình sẽ ra góc này quay để cho các bạn xem rõ hơn về ngôi làng của mình, ngôi làng mà nơi mình sinh sống. Đây các bạn, đó phía xa đây. Đây là trường cấp 2 các bạn ạ. Trường cấp 2 thì cách nhà mình cũng khoảng tầm 1 cây thôi, tầm khoảng 1 cây thôi các bạn. Trường 2 cách nhà mình tầm khoảng 1 cây thôi. Đây. Đó. Làng mình thì cũng khá nhiều nhà là người ta làm, có điều kiện thì người ta ấy rồi, người ta làm 2 tầng, 3 tầng hết rồi. Còn như nhà mình thì chưa có điều kiện, cũng chưa có tiền nên là vẫn ở ngôi nhà chỉnh tường, căn nhà đặc trưng thôi. Nhà đặc trưng của dân tộc của mình. Đó, phía xa kia thì
người ta cũng có điều kiện, người ta cũng làm rồi. Ôi, tiếc quá. Nay trời không mưa mà sớm sớm trời không mưa ấy. Thì mình đã đi làm được video để cho các bạn xem rồi. Hôm nay mưa nên là hầu như là ít lễ hội được diễn ra lắm. Ở nhà quanh quanh, ra vườn xong lại về. Tết, Tết nhất chán đó các bạn. À, quên đi các bạn. À đây rồi. Đây bắt hình được mấy em. Đây bắt hình được mấy em mặc váy chơi đây. Lạnh này mặc váy phi vèo các bạn. À, quên thiệu các bạn, phía xa xa kia, phía đằng xa xa kia, ồ đây ché rồi, phía đằng xa xa để đây, mình ra đây mình quay các bạn xem, kiểu nhà mình ở gần Trung Quốc các bạn, mình cách Trung Quốc nếu mà tính ra đi thẳng thì nó khoảng 5 cây thôi, theo đường chim bay là khoảng 5 cây số thôi. Đó. Đây từ giấy này đây. Đây tính từ mấy quả đồi bên này. Mình sao chui được được. Không vào được rồi. Đây tính từ chỗ mấy quả đồi trước. Đây. Mấy quả đồi này đi là Trung Quốc rồi, đất Trung Quốc các bạn. Từ đây ra đấy nhìn thế nhưng mà cũng khá là xa các bạn. Rồi tầm 5-6 cây. Đi nếu mà thì đi theo đường vòng thì nó khoảng tầm chục cây số. Làng mình thì khá là nhiều tre, rừng khá là nhiều, đa dạng cây luôn, đa dạng loại cây luôn. Để sáng mưa giờ đường còn ướt. Ngày trước con đường chưa làm ấy, còn đường đất ấy, đi lại khó khăn các bạn. Đi bộ đi học, cái hồi mình còn học cấp 2, đi bộ đi học thì tốn khá nhiều thời gian. Buổi sáng dậy đi học một cây số mà mình đi đi bộ mất khoảng 30 đến 40 phút. Còn bây giờ thì đi bộ cũng vèo cái là tới, đường đẹp nữa. Đường đi đẹp nên là đi vèo qua là tới. Cảnh thì khá là quê tuyệt vời rồi. Nếu mà một mai các bạn có lên Hà Giang chơi thì xin mời các bạn đến với ngôi làng của mình. Thôi mình giới thiệu sơ sơ vậy thôi. Giờ mình xin kết thúc video tại đây. Để mấy nữa mình review chi tiết hơn về ngôi làng mình cho các bạn xem. Chào, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình.